Hello anh em mình nha, chào mừng anh em mình đã quay trở lại với kênh channel Beta Coffee của tôi nha. Hôm nay tôi sẽ lên cho mọi người đồng giá 40.000 một bạn nha mọi người ha. Đó là hôm nay lên khá là nhiều dòng như là Galaxy nè, như là Galaxy Nemo, Galaxy Yellow, không biết có Yellow không ta, để lát nữa tôi coi lại nha mọi người. Nhiều khi tôi quên nó nằm ở đợt khác đó, mà lâu tôi hơi bị chọc miệng á. Rồi Fancy nè, Fancy Red, Fancy Yellow, rồi Samurai vân vân ha. Rồi hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người hai bạn đầu tiên. Đây một bạn Fancy Red bình thường nha, 7 đồng luôn. Và một bạn Galaxy nè mọi người, Galaxy Nemo. Đó, rất là đẹp ha anh em. Đó các bạn phía sau thông thường nó sẽ bự hơn các bạn phía trước nha. Anh em thấy không? Đó các bạn phía sau rất là to. Chắc cũng tầm khoảng 4,5 luôn đó mọi người ơi. Rồi còn bạn phía trước tầm khoảng 4,3 ha. Vậy. Ok, bây giờ mình sẽ qua tới một bạn Samurai này nha anh em. Đó, một bạn Samurai hơi tê tui một xíu, sale cho anh em còn có 40.000 thôi. Đó, màu nó cũng khá là trầm ha, màu này nó sẽ hơi trầm một xíu. Bạn phía sau là một bạn Galaxy Nemo nha, hơi buồn ha. Thì thôi kệ, anh em cứ để lại cho tôi đi mọi người, không sao hết. Đó. Rồi, qua tới bạn này luôn, đây là một bạn Fancy Red nha anh em. Fancy Red. Và bạn phía sau, một bạn Mahai Chai hay còn gọi là Alien nha mọi người. Nemo của mọi người đây ha, hơi tàn tạ một xíu nha mọi người. Xe cho anh em còn có 40.000, ai ưng thì chốt, còn không thì mọi người cứ để lại cho tôi nha. Rồi, nói lại các bạn Alien này nè, thì quá khứ của bạn này từng rất là lừng lẫy, là một cái chiến binh cực kỳ xuất sắc nha mọi người. Bạn này được bán với giá 60.000, do một lần là tôi quên, tôi lỡ để nước cao quá mà bạn, mà những cái bạn Alien này thông thường các bạn ấy nhảy rất là dữ nha mọi người, khoái nhảy lắm, nhảy xem cái chỗ bạn khác. Xong rồi hai nhà chí chóe nhau, bạn kia cũng đầy mực, thương tích đầy mình không kém. Còn bạn này hả, là chiến tích một rừng nữa nè anh em. Nhưng mà anh em yên tâm là nếu như một bạn này được sale cho anh em với giá từ 60 còn có 40.000, mặc dù bạn này hơi bị chấn thương nhẹ một xíu thôi, nhưng mà anh em yên tâm là anh em chịu khó giữ giúp tôi tầm khoảng 1-2 tháng là nó sẽ có khả năng là gần như hồi phục lại tầm khoảng chắc cũng 70-80% đó mọi người. Thì cái bạn này hồi đợt trước á là nó hơi bị rách đuôi dữ lắm nha mọi người, nhưng mà tôi bên tôi đã cố gắng dưỡng lại tới bây giờ là nó lành lại cái đuôi rồi nè mọi người, thấy không? Còn lại cái phần thân của nó hơi còn chiến tích nhẹ một xíu thôi đó mọi người. Đó nên mọi người cứ yên tâm ha, không có gì hết trơn đó mọi người, cũng kè bình thường đó mọi người ơi. Đó cho nên coi lại bạn này nha. Đó, chiến thần Alien một thời lừng lẫy nha anh em. Đó, quá khứ tàn bạo lắm luôn đó mọi người ơi. Bây giờ về sống ở ẩn rồi, không có dám nhảy như trước nha mọi người. Đó, anh em khỏi lo bị nhảy ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ qua bạn kế tiếp giới thiệu với anh em. Đây là một bạn Galaxy Nemo nha. Đó, rất là đẹp ha mọi người. Còn bạn phía sau là một bạn Galaxy Red nè. Đó, nhiều anh em hổng đòi hỏi thăm dòng Galaxy Red quá, hôm nay lên luôn, lên cho mọi người một đêm Galaxy Red này luôn nha. À, đợt này hiện tại đang có chương trình đồng giá 40.000 một bạn. Và tôi đang lên cho mọi người những bé trống trước nha. Nếu như anh em mua 3 con là anh em mình sẽ được free ship nha cả nhà ơi. Lưu ý giúp tôi nha gia đình. Anh em nào mà mua 3 con trở lên là anh em mình sẽ được free ship nha. Tại vì cũng là nhiều anh em hỏi thăm cái đợt free ship dữ quá rồi, hôm nay tôi sẽ lên lại cho anh em. Đó, chỉ như nhất đợt ngày hôm nay là sẽ free ship cho anh em mình nha. Rồi, anh em nào mua 3 bé cá trở lên là anh em mình sẽ được free ship nha gia đình ơi. Rồi, tầm giá 40.000 một bạn nha. Rồi, giới thiệu với anh em đây là một bạn Dumbo nha mọi người, Dumbo lưu nha mọi người ha. Đó, xè đôi ra rất là đẹp, bọt khá là nhiều, kè cũng khỏe luôn. Đen kè với bạn phía sau thì theo tôi nhớ cái tên của bạn phía sau này gọi là rồng đen. Devil thì phải đó, tôi dở tiếng Anh lắm mọi người. Thì không phải từ Devil nữa, tôi đang nói với mọi người đó là ác quỷ đó mọi người. Evil thì phải mọi người ha. Chắc Devil đúng rồi. Đó, đây gọi là hoàn gọi tiếng Việt đi, Việt hóa ra là rồng đen ác quỷ lắm mọi người. Đó, thì bạn này sẽ có một cái tật lở nhẹ là ở trên phần vai trên nha mọi người, là có một cái khối u nha mọi người ha. Nó lành tính, nó không có ảnh hưởng gì hết trơn ha mọi người. Đó, vẫn bình thường nha mọi người ha. Đó, rồng đen ác quỷ nha mọi người ha. Rồi, hiện tại bạn này sale cho mọi người 40.000 thôi. Đó, hai bạn mỗi bạn đều 40, và hiện tại đang là những bạn trống nha anh em. Đó, anh em thấy không? Rồi, tôi qua tới bạn này cho anh em. Đây là một bạn Samurai nha, Samurai đỏ, hiện tại cực kỳ hiếm luôn, lâu lâu mới về một lần thôi.
anh em lại thích dòng Samurai đỏ nên chốt ngay bản này giúp tôi nha. Theo sát bản phía sau là một bản Galaxy Z nha mọi người, nó không to luôn, 4.3 x 4 cm. Bản này hơi rất đuôi nhẹ nhẹ thôi, thì anh em nhìn thôi cũng thấy rồi có không? Nhưng mà lâu lâu tôi cũng nhắc nhở nhẹ mọi người ha. Rồi đó anh em thấy không, nó rất là đẹp ha. Rồi tôi qua tới bạn này cho anh em mình luôn, còn hai bạn này là kiểu xung lắm mọi người ơi. Mà theo tôi thấy nha, cá nhân tôi thấy các bạn 2.46 phía sau nó kiểu sẽ xung hơn, mặc dù bạn này hơi rất nhẹ một xíu thôi. Rồi tôi sẽ qua tới bạn này luôn đi. Đây một bạn Fancy Red nha anh em, đó Fancy Red của anh em. Còn bạn phía sau là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người, đây con to ha. Đó. Thì thông thường á, cá bên tôi thường sẽ cho ăn trùng chỉ hoặc là cám Beko 2. Nếu như anh em có nhu cầu muốn mua cám Beko 2 thì ở phần phía dưới bên tôi có để cái phần đường link Shopee. Phía dưới phần mô tả của video này sẽ có cái đường link Shopee dẫn đến mua thức ăn cho cá ha. Đó, cũng như các phụ kiện như là hòn này kia vân vân các kiểu nha mọi người. Đó, nên là ai mà muốn mua thêm phụ kiện gì đó thì mọi người cứ email cho tôi, hoặc là mọi người cứ nhắc vào cái phần mô tả phía dưới video sẽ có đường link Shopee dẫn đến cho cá, dẫn đến là phụ kiện cho cá nha. Tại giờ tôi nói lộn luôn. Còn anh em nào và muốn mua cái đợt cá Shopee ha, thì mọi người chịu khó coi lại giùm tôi cái video hình như của ngày 16 tháng 7 đó mọi người, tôi nhớ mãi mãi như vậy đó. Thì trên YouTube tôi cũng có đăng và cũng có để cái tiêu đề là đợt cá Shopee ha. Đó anh em vào và coi giúp tôi nha. Thì ở cái phần đợt cá Shopee á, thì bên tôi có để một cái đường link Shopee ở ngay phần mô tả phía dưới của video này luôn, cũng có cái đường link Shopee dẫn đến mua cá ha. Đó thì khi mà anh em mua cá cho Shopee thì anh em chỉ cần lưu ý giúp tôi những cái điểm này, đó là anh em chọn đúng cái ngày xem đợt cá nè, rồi sau đó chọn đúng mã số cùng với ô phía trước hoặc ô phía sau để bên tôi còn đóng đơn cho mọi người ha. Đó với lại cũng có nhiều anh em hỏi không biết là shop có những cái chính sách bảo hành gì về cá không, thì cũng có nha anh em. Thì bên tôi bảo hành cá cho anh em trong vòng 3 ngày ha. Nếu như trong 3 ngày mà cá của mình có xảy ra các vấn đề nào khác á, thì mình cứ quay video lại rồi gửi cho tôi nha. Rồi sau đó tôi sẽ đưa ra các phương án giải quyết phù hợp nhất đối với anh em mình, cũng như là có lợi cho anh em mình ha. Rồi đồng giá 40.000 một bạn nha. Khi anh em mua 3 con trở lên anh em mình sẽ được free ship nha cả nhà ơi. Đó chỉ duy nhất đợt này là em có chương trình free ship cực kỳ đặc biệt dành cho thành viên cho anh em mình luôn nha. Rồi ok chưa cả nhà? Ok rồi tôi sẽ qua mã này luôn. Đây giới thiệu cho anh em bạn đồng đen nha. Đồng đen bạn phía sau Galaxy Nemo. Nemo đây đồng đen đây. Đó đồng đen cực kỳ to luôn ha. Rồi cho mọi người coi lại bạn Nemo đây, bạn Nemo này nha. Rồi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đợt này lên bằng cá giá rẻ cũng xung, là chưa kể màu nó cũng đẹp ha mọi người ha. Nó chỉ duy nhất đợt này hôm nay thôi. Rồi giới thiệu với anh em luôn, bạn phía sau là một bạn Galaxy nha mọi người. À không, bạn này gọi multicolor luôn anh em ơi. Cái multicolor ở đây có nghĩa là nếu như anh em để ý cá của bạn đó mà có nhiều màu, tầm khoảng 4-5 màu trở lên thì gọi là multicolor là được rồi đó mọi người ha. Đó. Đây cho anh em coi lại bạn phía sau nha. Đó, rất là dữ nha mọi người. Rồi bây giờ tôi cũng sẽ qua cái bạn kế tiếp cho anh em mình xem nha. Rồi next tới bạn này đây, hỏi là gì anh em hỏi dòng Samurai Blue quá rồi hôm nay lên luôn. Giới thiệu anh em Samurai Blue trắng nha. Bạn phía sau luôn, giới thiệu với anh em là một bạn Candy. Candy là nó xuống giống như một cái kẹo của mình, kẹo hồng đó, nó gọi là Candy. Rồi Candy nha, Candy đây, Candy. Rồi Samurai Blue đó ha. Rồi cái đến là nhân vật nào đây, đây một bạn cũng có thể gọi là multicolor luôn cũng được nha mọi người. Đó nhìn thấy không, bạn phía trước nha mọi người, bạn phía sau là một bạn Fancy Yellow nha. Đó Fancy Yellow của anh em mình. Rồi cái đến là nhân vật nào bí ẩn ở đây, tất nhiên là một bạn Fancy Red nha anh em. Đó Fancy Red Cooper, thì bạn này có một cái khối u lành tính nha mọi người, không có ảnh hưởng gì nhiều ngay cái phần đuôi ha. Đó anh em nhìn thấy không, bạn này vẫn kèo khỏe bình thường, không có ảnh hưởng gì hết, vẫn kèo với bạn phía sau nha mọi người. Phía sau là một bạn Galaxy Nemo luôn. Đó rất là dữ, hai bạn rất là dữ dằn nha anh em. Rồi ok ha. Rồi anh em nào mà cần
lên cần lên đơn á thì anh em cứ nhắn tin cho tôi qua số điện thoại hoặc là Zalo, tôi có để phía dưới tiêu đề của video này nha. Thì anh em nhớ gửi cho tôi các cú pháp như sau. Đó là cú pháp đó là ngày xem đợt cá cộng với mã số ô phía trước hoặc ô phía sau để bên tôi check xem còn hay không nha mọi người. Nhớ lưu ý giúp tôi điều này nha. Cái cú pháp đó là ngày xem đợt cá cộng với mã số ô phía trước hoặc ô phía sau để bên tôi check xem còn hay không nha. Rồi, bắt đầu từ mã 258 cho đây, tôi sẽ lên cho mọi người những bé mái giới thiệu với anh em luôn. Bạn phía trước gọi là bạn rồng vàng mái nè. Đó, bạn thấy không? Rồng vàng mái nha. Tiếp sau là Alien Sông Dương mái. Kế đến là một bạn rồng đen mái nè, Galaxy Nemo mái luôn. Đó, hai bạn bạn nào cũng căng trứng hết trơn anh em thấy không? Đó, ok ha. Đây, cho anh em coi đỏ luôn nè. Rồi, cuối cùng là Fancy Yellow và bạn multicolor mái luôn. Bạn nào bạn nấy cũng căng trứng nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha. Thì anh em nào cùng lên các mẫu cá nào khác mình cứ eBay cho tôi hoặc bình luận bên dưới nha mọi người. Để có gì sang ngày hôm sau tôi sẽ lên những mẫu mã anh em mình yêu cầu nha. Rồi, bye bye anh em mình nha. Chúc anh em mình buổi sáng tốt lành nha. Hôm nay tôi sẽ lên kết quả như game 200 người nha anh em. Rồi, để coi ai là may mắn đây. Con số 5 nha. Chúc mừng anh em nào comment con số 5 ở đợt mini game 210 eBay tôi nhận quà liền nha. Hôm nay mình sẽ lên cho mọi người một em mini game 211 nha. Vì đợt này ai mà là chủ nhân mini game 211 mình sẽ được nhận một bạn Dumbo nè, Dumbo Lavender cực kỳ dễ thương nha mọi người. Bạn nào là bạn mái nha. Rồi thì cái thể lệ tham gia mini game vẫn gồm hai bước như cũ nha. Bước 1 là mọi người comment từ 01 cho tới 90, comment đúng ngày xem đợt cá và không chỉnh sửa bình luận gì hết nha. Rồi, bước 2 đó là anh em hãy like, share và subscribe kênh ở chế độ công khai trên nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Twitter, Instagram, Zalo v.v. ha. Mẹ anh em có chia sẻ trên công khai trên mạng xã hội là được. Sau khi mà anh em hoàn thành xong hai bước, nếu như anh em mình may mắn trúng giải những bạn này nè, thì chúng ta sẽ được chọn một trong các bình luận như sau. Một là anh em mình sẽ được free ship, còn hai là mình sẽ được nhận một bạn trong cùng dòng với bạn này nha. Rồi, thì bây giờ anh em mình hãy comment từ 01 cho tới 90 để tìm ra ai là chủ nhân mini game 211 kỳ này nha. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.